Em ơi, của anh nhé. Thanks to win. Oh, this is the first time I... Oh, so good! Yeah, boy. Ah, that's so... That's too wrong. Okay. Lunch time. Anh ơi. Bored rồi. Ok. Đẹp ha. Ốc wing của núi á. Wing nói là cái này ngon. Cho nên mình sẽ ăn với ốc Việt Nam wing nuôi. Thư hoắc. Cái này. Cái này có cái cái này bi hú này. Đúng. Loại 2. Mẹ nấu ăn món này. Tên món gì? Món này là gì vậy? Ừ. Nhìn ngon quá ha. Nhưng mà hôm nay á, mình không muốn ăn cơm. Mình muốn ăn mì gói Việt Nam. Mình thích mì gói Việt Nam lắm á cả nhà ơi. Ba miếng á. Cho nên mình sẽ để ba miếng trong cái đó bà ăn nha cả nhà. Ồ, anh này, cái này là gì á? Nước mía. Nước mía hả? Ờ, cảm ơn anh này nha. Uống này. Cũng sẽ ăn ở đây. Bởi thiên nhiên Việt Nam. Đúng không ta? À, chào mừng các bạn. À, không có chua mặn, phải là một cái sốt vô. Giờ hôm nay cả nhà ơi, mình nghĩ là mình quán bồi thôi thiết Việt Nam. I think I'm used to it, this climate. Before I really difficult for me to live, but I think I'm getting used to it. Ăn cay ngon.
mình muốn thử ăn thử miếng gói Việt Nam tại vì lâu rồi không ăn quá. Thích lắm. Hồ Bắc này coi giống như Hồ Bắc Hàn Quốc á. À, Hồ Bắc Việt Nam giống như Hồ Bắc Hàn Quốc đúng không? Ăn món ngon nhưng thiên nhiên đẹp rất là tuyệt vời đúng không? It's been a while since I came here. It's really peaceful, lovely, joyful. I'm having a really good time with everyone. Thanks to Wing. Thanks to everyone in the family. Nó không có stress cả nhà mày. Trước khi mình đến Việt Nam á, sau khi bà nội mất, mình khóc hoài luôn. I just couldn't help stop crying, but after I come back to Vietnam, after having good time every day with everyone, I kind of, you know, forget this sorrow. It's a good thing, huh? Căn nhà ơi, mình ăn sống rồi nè. Mình nghĩ lại nhiều quá. Nếu mình bỏ cơm vô đó, với nước á, nước như gỏi á, sau đó ăn sẽ là rất là ngon. Nhưng mà nếu ăn như vậy thì mình sẽ bắp lên á, mình sẽ bắp như heo luôn á thằng nó. Bây giờ con heo mà mình sẽ cho thành heo lớn hơn, đúng không? So, we'll finish here. My lunch is finished and now I'll come back to work. Trời ơi cả nhà ơi. Bây giờ thay phun rồi cả nhà ơi. Oh my god. Oh, this is the first time I saw rain so hard like this. Oh. Tay vô đáng rồi nè. Trời ơi, cái nhà ơi. Đây cái nhà phố đang rồi. Cái này là cái cua của mình đó. Cái ớt. Trời mùa quá trời luôn cả nhà ơi.
Trời ơi, cả nhà ơi. Sao múa là everything destroyed already. Trời. Quỳnh ơi. Em đang ở đâu? Sao trời múa rất là mát. Quỳnh à, em đi hô bôi hả? Hô bôi của em hả? Is it okay? Opa help shoot nè. Opa help shoot mới. Cảm ơn nha. Wow, nhiều chút chậm. Nhiều lắm. Tôi còn nghe tương á. Nhiều tập. Bây giờ mình đang chuẩn bị boat của mình. Rồi rồi, đi nha. Sao hả? Em ơi, cô anh nhé. Nhau xuống đây, chung. Chết nè. Xuống đây. Đứng rồi. Nó cười. Em xuống đi. Con thân nhé em ơi, trời ơi. Được không? Rồi sau khi mà trời mưa bơi rất là mát. Opa cũng cắm thi vị á. Mát á. Ở Dung sao? Chào Dung sao? Dạ. Cái hoặc original của mình là Dung nhiều á. Hôm bữa đó là cô Dung sao. Nèo Dung sao tí lại cũng không cho. Dung sao mà nó đây này. Hồ bói à, con đói tới đó cả nhà. Ăn quá ha. Cố lên. Ok. Dung sao, vô rồi. Xuống đây bơi đi. Đèn thanh thanh, hồ bơi đây. Ba hồ bơi, anh muốn bơi hồ nào? Hồ đó cạn. Có hồ này với hồ này. Ok. Yeah, Dũng Sáu đã vô rồi. Ta chừng up video Dũng Sáu cũng biết à. Xin lỗi. Well, have something in the soil. Hả? Like this a bit, like this. Ôi, stop. Thấy ghê quá anh ơi. Con gì đây nè? Cái nhỏ ơi. Mình thế. Mình rất thích. Coi ở đây luôn á. Quá dậy quá. Nè, Opa là dừng nhiều. The fighter in jungle nè. Ờ. Thật ra. Bao vậy quá ta. Ôi. Đây à. Snail. Organic á. Tự nhiên luôn nè.
Nhưng mà nén này nhiều quá. Nó đang lớn mà. Nó vẫn còn nhỏ lắm, chưa ăn được. Nó phải bự bằng ngón tay gì nè mới ăn. Nhiều ha, đã ha. Ở dưới đây có cá nữa. Cho nên mình cá không bắt được. Đúng rồi, cá nhé lắm. Ở đây hả? Ở trong này hả? Đúng rồi. Không phải, ở dưới nước á. Nè. Ôi cái nhiệt đó. Ôi cái nhiệt đó. Rồi. À, mình nghĩ là từ bây giờ là mình chúng mình chuẩn bị về nhà thôi, mình tắm. Vô thôi. À mấy kìa. Đi đâu trời? Bye bye. You have to pull this car, this boat, please. Đeo em mẹ hôi tràn đó. Ờ, tay sao ướt gì vậy? Là ông bà sẽ trả lời là ôi múa mẹ ơi. Mẹ cũng đâu không biết là mình bơi luôn á, hôm qua nay luôn á. Nhưng mà yên bình quá ha. Yên bình quá, peaceful quá. Peaceful place, peaceful family, peaceful swimming pool nữa. Đi bơi thích ha. Bơi vui á. Cái gì anh không vui hả? Trái mít này nè cả nhà. Đã chưa? Cha chờ cho mình trái mít uy tín luôn á. Mình thật luôn nha. Ok, được không? Ok. Rồi đưa vào đây. Anh Linh trái mít đó vô đây. Cái này mấy kỳ ta? Ủa, đây bụng tay gồ. Không mấy kỳ á. Lọt dưới đi nha. Này nắng dữ luôn á. Nắng không? Đã ha. Em về. Rồi. Ngày mai sẽ mít ăn nha cả nhà. Tại vì giờ chiều rồi. Giờ chặt vô chứ để tối nhiều khi chuột bọng rồi đó.